từ từ, cũng muốn từ từ. Mà con nghĩ lại là bây giờ mình chết đi, con mình nó còn nhỏ quá, nó bơ vơ. Cô vượt lên cuộc sống của tao bây giờ chính vì con cô. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì nhận được cái sự giới thiệu của chị Dung. Cô Chiến ghé qua để thăm chị Phượng ở bên quận Tân Bình, đường Phan Văn Sửu các bạn. Thì theo cái thông tin Cô Chiến nhận được thì chị bị chạy thận là cũng rất là lâu rồi phải không chị? Chạy thận trên 11 năm rồi. Cũng hơn, nhưng mà cho nó 11 năm đi cho nó trọn chỉnh. Thì trước em đây mà 38 tuổi mà nay em 50 rồi mà. Dạ, là bị thận từ năm 38 tuổi hả? 38 tuổi là chuẩn bị đau rồi đó. Bị cái dạng như cổ uống thuốc chứ chưa chạy. Mà đồng bà Chiến chạy rồi, chạy lên bà Chiến mới chạy. 38 là chạy rồi uống là cặp chân. Những lúc đó mình sao mà mình đã ở đâu và mình biết sao mà mình biết bị bệnh hay vậy con? Đi nó đeo, nó sốt. Yeah. Đầu đi bệnh viện gần đó, bệnh viện quê đó. Thì người ta không biết bệnh, mới vô thành phố, vô Quy Nhơn á. Người ta mới biết bệnh. Người ta mới biết bệnh mình là bị thận như vậy. Bây giờ người ta mới khuyên là đi chạy thận. Chứ không có thể nào mà hắn chạy được, hắn chạy là chết. Xong rồi cũng đi chạy luôn, đi chạy thẳng. Là lúc đó là đang ở ngoài Bình Định. Bình Định. Rồi mình chạy ngoài đó bao lâu thì vào Sài Gòn? Chạy ngoài đó được 7 năm. 7-8 năm, 7-8 năm. À, rồi đến khi nào, chị biết năm bao nhiêu chị vào Sài Gòn? 8 năm, chạy được 8 năm. Vô đây 2017. Rồi 2017 là đây 19. Là từ đó là cứ miệt mài đi chạy vậy đó ha. Miệt mài chạy cứ ở nhà rồi đóng cửa, hầu con đi làm mà đóng cửa, là thuê nhà người ta mình đóng cửa lại mình đi. Đi vô mình diện chạy rồi đi về, chứ giờ con nó đâu thể ở bên mình được. Ở bên cô thì cô nó không có thời gian đi làm, thời tiền để trang trải gia đình, trang trải cuộc sống hàng tháng không có tiền. Bây giờ theo mẹ thì không có tiền, mà bỏ mẹ thì đâu như thế nó bất hiếu được, mà phải bỏ. Mẹ thì mệt mỏi nhưng mà phải bỏ. Cho anh hỏi cái là nghe thông tin là hồi xưa là chồng của cô cũng bị mất về cái căn bệnh bạo bệnh u não lên đầu. U não. Để cô có thể kể thêm chi tiết hơn về cái sự việc đó không? Thì ổng bệnh, ổng cũng bị khờ vậy, ổng muốn lanh lắm. Nhưng mà bị xeo đó, vợ chồng sống thì cũng nghèo cũng khổ mà. Xeo cái là ổng mới bị u não. U não lúc cô bệnh đã 3 năm, 4 năm rồi. Cô bệnh trước ổng. Ổng chết này 8 năm. Rồi ông mới dẫn cô đi chạy thận, dẫn về dần dần nha. Cô yếu quá, dẫn về. Sao phát hiện ông ra bị u não. U não thì nhập viện vô Quy Nhơn á. Thì được 11 ngày, 12 ngày. Thì với bác sĩ mới phát hiện ra là ông bị u não. U não thì ngày nay là cạo đầu này, chuẩn bị vô mổ. Thì ông bữa tí, ăn tí trắng thương thần não luôn. Tí trong nhà tắm đó. Trợt tí thì trắng thương thần não luôn. Rồi là mổ ra là chết luôn. Trời. Mổ ra đã nằm được 12 ngày là chết, không sống nữa. Tại vì nó mổ, không mổ thì có thể sống. Mà âu quên mổ mà không tí thì có thể sống. Nhưng mà tí nặng quá, không sống nữa. Dạ. Vậy là cái năm đó là cô bế tắc. Cô bế tắc của cô đi mà giống như cô là điên nha. Tiền ổng có, chồng bệnh năm đó. Con còn nhỏ lúc đó, này 8 năm, 9 năm, 8 năm. Con còn nhỏ, hơn làm ra tiền. Cô đi giống như cô cũng điên. Cô đi mà cô không biết cô đi đâu. Tiền bạc ổng có, chồng con nhỏ. Cô bệnh nữa. Cô chắc bằng cô. Rồi cái giai đoạn đó mình vượt qua như thế nào để mà bước tới cái ngày hôm nay? Vượt qua là người ta
đi kêu dân chúng người ta xin phường ít ít cho người trăm này năm chục, nhiều người chẳng hạn chị Dung nghi vậy, Dung gửi về cho rồi cũng cố người nội góp ít ít là cũng có tiền, cũng có tiền cho được mấy triệu. Cũng lúc này mà con nợ ghê lắm, nợ nhiều lắm. À, kính thưa các bạn, thì cái cuộc đời của chị Phượng á, nó toàn là bất hạnh thôi. Khi mà phát hiện mà bị bệnh á, thì hai vợ chồng đi chạy chữa ở bệnh viện Quy Nhơn. Thì được một thời gian sau thì người chồng cũng mắc phải căn bệnh rất là hiểm nghèo, u não. Và lúc mà tiến hành phẫu thuật thì không may lại bị té và không qua nổi. Thì lúc đó là chị Phượng gần như là mất hết cái chỗ dựa. Con cái thì còn nhỏ, bệnh mà bản thân cũng mắc bệnh hiểm nghèo. Và bị tim, gan, đủ gì mệt. Bây giờ nó nhớ đâu, bệnh nhiều ăn nhớ đâu đâu. Và sống sót tới bây giờ là cũng nhờ cái sự quan tâm giúp đỡ của các cộng đồng ha. Thường thì hai mẹ con mà mấy mẹ con buổi tối thì có hay tâm sự với nhau không? Đi làm về tắm bữa rồi nó cứ ôm mẹ, chút gì mẹ ráng sao. Con gái nó sống tình cảm lắm, nó thương mẹ lắm. Cô không có gì con của cô chạy cô cũng đi rồi. Cô muốn sống, sống đeo cổ, sống đeo chừng xương tay cửa này chân cạnh nó đeo hết, nó nhức nó đeo đêm về nhiều lúc con nó lấy cái nồi dầu nóng á, nó ta lên người nó bóp nó xo đeo rồi nó cơ địa vậy đó. Mọi món biến chứng mà bây giờ biết đâu kể với con, nó đeo cái nồi đeo cái kia chẳng hạn, cái răng con này nó đeo mấy bên này đều vậy được dài được, ra biến chân bây giờ nó suy nó sinh nó đủ chuyện rồi, không phải một là bệnh nó ngừ đâu không? Dạ, yeah, nhưng mà những cái lúc mà tuyệt vọng nhất thì cái điều gì mà giúp cho cô vượt qua được cái giai đoạn đó? Tuyệt vọng cô nghĩ lại con cô, nghĩ lại mình không thế nào, nghĩ bản thân mình bỏ con mình ra lại, ba đã mất rồi. Ba nó không còn nữa. Giờ mình là người mẹ mà việc bận bỏ con lại mình cũng đành. Nhiều lúc nghĩ tới con cái rồi vượt qua chính mình. Cô nhớ lại là cái ông cũng biết là cái thằng mà ba nó bị u não á, mà cô để bệnh rồi cô đi giống như con điên, cô tuyệt vọng. Đêm về cũng từ từ nợ ngang trăm rưỡi triệu. Cô từ từ cũng muốn từ từ. Mà cô nghĩ lại là bây giờ mình chết đi, con mình nó còn nhỏ quá, nó bơ vơ. Cô vượt lên, cô sống tới bây giờ cũng chính vì con cô. Cô nghĩ tới con mình. Mình bây giờ mình bỏ nó, mình đi rồi, mọi thứ rồi nó cũng xong, nhưng mà tạo đủ lắm. Bây giờ thì tình trạng sức khỏe của cô như thế nào? Cô đã yếu lắm. Nãy con xuống đón con mà cô đi đằng nào, cô sợ cô đi đằng nào. Mà vì con cô nó biết nhưng phải không? Mà vì nó đi làm bây giờ đi ở bên mẹ, đưa mẹ đi thì không có tiền trang trải. Sáng này nó nói nghĩ mà không có tiền tại tháng mà trang trải. Trả tiền nhà, tiền cho má đi chạy thận rồi, ăn uống rồi. Biết ở Sài Gòn này ăn uống cao lắm. Mà bác sĩ có nói phải nhập viện không? Có, bác sĩ nói là qua 115 nhập viện để cho người ta điều trị cái tim. Chứ cái bệnh viện đó là chỉ chạy thận thôi không? Chứ bệnh viện đó là chỉ chạy thận thôi, chứ không có chuyên nhập tim. Mà sao mình không có nhập viện cơ? Không tiền đâu, không đi. Tiền nó quyết định, bây giờ mình sẽ quyết định được con.
buồn buồn không nói ai, thằng bạn làm gì khổ nói. Bây giờ thì cái điều mong muốn lớn nhất của cô là gì? Mong muốn có tiền để thẳng có chữa tim này, chữa tim gan con bây giờ nó bị viêm B A B A ba viêm A viêm B hết rồi, bây giờ nó tàn tệ rồi không biết là sao mà nó im nó cũng không biết, nhưng mà tim cô là nặng quá, nó nặng quá không nằm được không thở được. Giờ cái gì cũng điều trị cái đai trước, cái tim trước. Mà cô không có tiền. Mặc là cô làm gì rẻ năng nào. Nhà đó có chân khác. Dạ. Trước đây thì chị Phượng làm nghề gì? Trước đây là quay dây bán cho cục bò. Mình định á, quay dây. À, quả dây à? Quả dây cục bò đó. À, vậy rồi ngày được nhiêu? Ngày thì ông được làm thuê người ta, ngày được 50. Dạ. 50. À, làm dưới quê á hả? Ngày 50, 57 có khi bị được 70, giỏi thì được 70. Rồi, khi đến khi nào thì chị Phượng mới lên Sài Gòn? Lên Sài Gòn là ngày được 2017 thế này. À, dạ. 2017 là vô đây, hồi xưa chạy Quy Nhơn. À. Chạy Bình Định, Quy Nhơn, bà chạy đó bụng mự quá, bụng to rồi nè. Dạ. Sao vậy? Không biết sao mà chướng lên thì mấy đứa nhỏ đâu từ thầu giờ đủ con vô ra đi làm thuê, má vô này mà chữa thằng này cho cái bụng nó teo lại, là vô này chạy được 2 tháng, là nó cái thầu giờ má ở này rồi mẹ con ăn gì ít nhiều gì ở này luôn. Dạ. Để sống con có con với con mẹ về vậy đó không có ai mẹ ở ngoài với con luôn về đó mẹ chạy thằng rồi về không phải lo cho mẹ cái nói với cái biểu ở đó luôn. Vậy là hồi xưa là bệnh thật nhưng mà mình cũng ở dưới quê mình vậy đó ha, thui thủi vậy ha. Đi bà con mình chắc nghèo quá, nghèo bà con bằng ai nói sẵn do 50, 100 rồi vậy. Lâu lâu cũng cho, người ta nghèo mà, người ta đâu có tiền đâu, giúp nhiều. Nên là bây giờ gan thì nặng nặng rồi, mà không có tiền chữa. Rồi, nói chung là, bây giờ biến chứng nó nhiều bệnh lắm. Dạ. Yeah. Biến chứng đủ diện hết. Tại vì cái thận mình vẫn không tốt thì nó không có lọc được những chất độc đó, thì nó dẫn đến là những cái bệnh khác nó phát sinh ra nhiều. Chẳng hạn như cái biếu này là cái bị cái đó là mổ chị Dung này hồng rứt mà cho tiền chỉ cho một ít để mà thêm nè cho 40 triệu thôi chứ mổ cái này mổ cái khối bướu cổ đây ạ. Biếu rồi giờ cái tuyến giáp đó nó lành mà nó không có dấu, nó có cái đường đâu nó dấu, bác sĩ mổ là thẩm mỹ sợ cái dấu á, bác sĩ luôn ráng làm. Giờ thì đây là tay nó nhiều nối rất là nhiều cái cục các bạn, do là cái quá trình mà chạy thận rất là lâu rồi. Những cái chỗ là nối những cái kim tiêm vô phải không? Kim tiêm vô. Đây nè. Mọi người để ý là thấy là những cái chỗ này là hình như là thường xuyên là đâm kim tiêm vào, còn những cái vết chi chít này. Hồi trước chị Phượng được bao nhiêu ký? Hồi xưa bệnh là 48 kg, mà bây giờ còn lại 36 kg. 36 kg hả? À, suốt mười mấy năm đằng đẵng là mình cứ phải đi đến bệnh viện đều đặn như vậy á. Bệnh này thì buổi tối cảm giác như thế nào chị? Mệt mỏi cả ngày, mệt mỏi cả ngày, mệt mỏi điều cái ai mà không bệnh chị thật ghê lắm. Mình bệnh nhưng mệt mỏi, ăn cũng được, ngủ được, chơi cũng được, làm gì cũng muốn hỏi. Mệt mỏi. Nhìn đúng, nghĩ tới con là không dừng lại cho ăn uống thuốc cho nó phí cái dạng mình. Nhiều khi mà chị tuyệt vọng quá là đã có lần là muốn uống thuốc rồi.
cười bự chút rồi. Mày nghĩ lại con tậu quá, bỏ lại ba thì mất rồi, mẹ thì bệnh, bỏ lại con tậu quá. Thương nó quá không? Đâu ghim mình lại. Đêm nào nó về nó ôm để bị dung biết không? Con gái em ôm em. Mà ráng mày sao như con nha mẹ, mẹ đừng thiệt bận mẹ đi đi nha mẹ. Nói gì thứ tậu làm gì. Cái thằng con, cái thằng này là chừng nó nói mà con gái nó nói. Nói gái mình nó đẹp. Gái nó đẹp lắm. Thương. Chị biết. Giờ chuẩn bị, giờ là chị Phượng chuẩn bị qua bệnh viện để mà chạy thận nữa ha. Rồi từ hồi bị như vậy thì chị có ăn uống gì không? Ăn cháo. Cháo hả? Thì hôm nay chắc là con cũng ghé qua để con tìm hiểu cái hoàn cảnh của chị Phượng ha. Thì trước mắt cũng không có gì nhiều. Thì chắc là con gửi cho Phượng 1 triệu đồng ở trong cái quỹ của con là do cô Ngọc Lan tài trợ. Ngọc Lan thì ở bên Australia. Nếu cái này lên thì con thấy thương thì cho em biết. Chị cũng giúp đỡ rồi, chị cũng nhờ người này người đó quay người nào kiếm. Đây là 1 triệu của cô Ngọc Lan nha. Còn đây là của chị Nhung nãy gửi em đưa chị Nhung, chị Dung nha. Em. Dạ. Cảm ơn chị. Chị gọi là thăm cô Ngọc Lan. Cảm ơn cô Ngọc Lan đã giúp đỡ cho chị. Thì con mong là chị cố gắng giữ sức khỏe ha để mà ở lại bên con cháu nha. Bây giờ em muốn có tiền nhập viện mà tăng đêm bữa nay mà em không có tiền. Em biết chị không? Không, em biết con gái em nó gọi cái chị mà nó sợ nó không dám gọi. Thầy có đâu tiền mà em nhập rồi đó. Gọi gì bường chi nhập viện cho em mà nó sợ nó không dám gọi. Sáng rồi sốt. Mẹ tim em thì nằm em thở không được. Em nằm là nó hốt em đến đưa không được. Nghiêng đi 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 đâu, nghiêng nghiêng nhờ em vừa tao đi còn em nằm là em thở không được. Nhưng chị nóng ruột quá sáng nay chị gọi ra 1 tiếng mới lần á. Sáng sớm mà em bị nó gọi chị mà. Sợ chị nó kêu sáng mà mượn tiền, nó xét rồi mượn tiền cô Dung cô la. Bữa nay mượn cô cũng không có nữa, từ thứ hai em sợ không chết mình thận mà em chết mình tim. Thôi thì hôm nay con cũng nhận được cái sự giới thiệu của mọi người á, thì con vào con thăm để mà con hỏi cái câu chuyện của cô và đăng tải lên cái kênh YouTube của con. Thì con mong rằng là có cái sự lan tỏa để mọi người có thể giúp đỡ cô nhiều hơn ha. Thì con hy vọng rằng trong thời gian tới rồi con ghé thăm cô thì cô sẽ khỏe hơn nha. Dạ, về cố lên nha. Dạ. Thì Quốc Chiến cũng cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và đồng hành cùng Quốc Chiến. Nếu mọi người thấy cái câu chuyện của cô Phượng đây, nó các bạn thấy đồng cảm thì hãy chia sẻ nha, giúp Quốc Chiến chia sẻ để nó góp phần lan tỏa ra nhiều hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video mới nhất của Quốc Chiến nha.